đến nơi rồi là nghỉ hết. Đùa cứ bảo là lâu lâu mới nghỉ gì đâu. Bác tính Tết nhanh thế. Bà Nguyên rau này vừa bơm hôm nọ chắc bơm xong mưa hay sao ấy, lắm sâu lắm. Dạ bà đi về tắm đi. Trèo à? Hôm nay đuổi trèo à? Đợi mẹ tí, nốt. Bây giờ nó chỉ làm sao nó còn làm. À, đây mẹ.